13 giúp người dùng không bị tốn tiền một cách phi lý. Apple đã giới thiệu nền tảng iOS 13 tại WWDC vừa diễn ra và đã phát hành bản dùng thử beta cho các nhà phát triển ứng dụng để tối ưu hóa ứng dụng của mình cho nền tảng di động mới, và trong khi sử dụng thử, nhiều người đã phát hiện ra những tính năng mới hữu ích trên iOS 13 mà Apple không công bố tại sự kiện ra mắt. Một trong các tính năng đó đã được Federico Viticci, tổng biên tập của trang công nghệ MacStories phát hiện ra. Theo đó, trên nền tảng iOS một số ứng dụng có thu phí hàng tháng mà người dùng đã đăng ký để sử dụng thì ngay cả khi gỡ bỏ và xóa các ứng dụng này trên thiết bị mà không hủy bỏ dịch vụ thu phí thì người dùng vẫn sẽ bị tự động trừ các khoản phí thông qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của mình. Điều này khiến người dùng bị mất đi những khoản tiền không đáng có cho những dịch vụ mà mình không còn muốn sử dụng. Để người dùng không phải tốn tiền một cách phi lý như vậy, với phiên bản iOS 13 mới được Apple giới thiệu sẽ trang bị thêm một tính năng mới mà khi người dùng gỡ bỏ ứng dụng thì một hộp thoại sẽ hiện ra nhắc nhở người dùng về dịch vụ đã đăng ký trên ứng dụng và hỏi người dùng có muốn hủy bỏ dịch vụ đó hay không. Hộp thoại này cũng thông báo cho người dùng biết rằng nếu gỡ bỏ ứng dụng nhưng vẫn giữ nguyên dịch vụ đã đăng ký thì các dịch vụ này vẫn sẽ được sử dụng trên các thiết bị khác có cài ứng dụng. Chẳng hạn với ứng dụng xem truyền hình và phim trực tuyến Hulu, có phí dịch vụ 5,99 đô la Mỹ trên tháng. Nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng này trên cả iPhone lẫn iPad và đã đăng ký để trả phí dịch vụ hàng tháng, thì khi bạn gỡ bỏ ứng dụng này ra khỏi iPad chạy iOS 13, một hộp thoại hiện ra để thông báo người dùng hủy bỏ dịch vụ đã đăng ký hoặc vẫn giữ lại dịch vụ và chỉ gỡ bỏ ứng dụng lúc này ứng dụng hulu đã cài đặt trên iphone vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của hulu nếu có chung tài khoản với hulu trên ipad mặc dù apple sẽ có nền tảng ipad riêng cho những chiếc máy tính bảng của mình vào cuối năm nay nhưng nhiều khả năng tính năng hữu ích này vẫn sẽ được trang bị trên cả iOS 13 lẫn iPadOS và sẽ có sự đồng bộ hóa về dữ liệu ứng dụng trên cả hai nền tảng iOS 13 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9 tới đây, cùng với loạt iPhone mới của Apple. Tê Thủy